Minh Toàn xin chào các chú anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại chợ Đồng Xuân và tầng này tầng thứ 3. Hôm nay Minh Toàn xin giới thiệu đến các chú anh chị một số hình ảnh về chợ Đồng Xuân. Đây là tầng 3 của chợ Đồng Xuân. Đầy hàng. Về chợ Đồng Xuân thì bán rất là nhiều đồ. Hiện có tầng 1 là bán các đồ giày dép, mũ, nón, quần áo, các cái hàng hóa khác, và tầng 2 là chủ yếu là về quần áo, giày dép, vải, lụa, tơ tằm. Tầng 3 này thì Minh Toàn thấy là đồ của trẻ em là nhiều. Rất là nhiều đồ của trẻ em luôn. Wow, trong khu này thì đang còn ít kiosk lắm. Đó, khu ngoài mới nhiều kiosk, còn khu này ít kiosk. Đây bên này, này xem như thế nào. Wow. Bên này rất là nhiều đồ luôn. Hết mất. Cái này phải đi rẽ đường này thôi. Sang cái răn kia là đồ. Đồ tạp hóa. Lấy chị đi. Đây, đây là một góc của tầng 3 thôi. Còn góc nhiều nữa. Từ đường Huế Quảng Bình ra đây mua đồ luôn đấy các anh chị, không thể là đây
có cái khu gian phía sau. Chúng ta hãy thử đi ra phía sau nhé. Đây, phía sau nó là cái gì? Ở đây khách mua lẻ thì ít, khách mua buôn thì nhiều. Chuẩn bị dọn dẹp rồi. Ở chợ mình mấy giờ nghỉ chứ nhỉ? 6 giờ đóng cửa. Bây giờ đã là 4 giờ rồi. 6 giờ đóng cửa rồi. Chỗ này cô đã thu đồ để nghỉ ấy đây. Chuẩn bị nghỉ à? Đây, chúng ta xuống dưới tầng 2 xem. Phía sau không có gì. Có phía trước này thôi. Phía trước này và bây giờ chúng ta đi xuống tầng 1 xem. Wow, tầng 1 phải đi lối này thôi. Đây à? Lối trong này. Áo màu trắng đấy bao nhiêu tiền đấy? Em mua buôn hay mua là mặc? Em mua mặc. Mua mặc là 240. 240. Bán buôn là 220. Đẹp đấy. Còn bên này nữa. Cái trắng đây là rẻ tiền đấy. Trắng đây chừng trăm. Thì lấy trắng trên rẻ thì không đắt một tí nào cả. Nhìn nó kia đẹp đẹp nó nào thôi. À, nếu mà lấy đồ đẹp mà có tiền chơi cái điện thoại không có 200 mấy thì đắt. Vâng, nhưng mà chưa tiền mua, chưa muốn mua lắm, nhìn áo đẹp lắm.
đường này đi đâu ấy nhỉ? Con này là khu vải rồi. Ông chồng nào cháu ơi. Khu này là khu bán vải rồi. Hai số điện thoại. Khu sau này là khu mà vận chuyển hàng hóa xuống. Vận chuyển hàng hóa xuống. Còn đây cũng là khu bán hàng ăn. Bên này bán hàng ăn. Đây, tầng 2 của chợ Đồng Xuân phía sau nó chỉ có thế cái này thôi. Mình toàn sẽ có một số cái video thêm về chợ Đồng Xuân. Nếu cô chú anh chị mà còn tâm thì rất mong cô chú anh chị ấy đón xem thêm một số video ở trong kênh mà cô chú anh chị đang xem. Đây là người đầu tiên được thông báo và xem những video mới nhất thì rất mong cô chú anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để mỗi khi có video thú vị thì cô chú anh chị là được người được xem đầu tiên. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo.